Hiện tại thì giá xăng nó lên rất là cao rồi, rất là dễ dàng áp dụng và chi phí cũng rất thấp. Đó là chúng ta sẽ sử dụng khí ga thay cho xăng. Những cái bình ga mini như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái đầu khò. Đây là cái van chân không sử dụng cho xe Sirius. Còn bình thường khi xe nó không hoạt động thì nó tự động nó đóng lại. Rồi bây giờ mình ngắt tất cả nguồn xăng vào ha. Hoàn toàn không chạy ha. Đây, nó ra chạy ha. Bánh xe quay luôn nè. Ok, lục giác để tháo bình hông ra nè. Rồi cái đầu ra van chân không thì chúng ta sẽ nối vào họng gió. Chúng ta sẽ kích cho cái van này mở. Dán nhiều keo cho nó kính lại. Nó phải kính khí ở đây mới được. Khoan một cái lỗ trên bô e để mà cấp khí ra vào. Rồi, rất là gọn đẹp luôn ha. Không anh em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài chạy thử nè. Hệ thống hoàn toàn không có xăng cấp vào đây. Đây, chỉ duy nhất là cái bình ga này qua thôi.